Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 31 tháng 5. Trang Nemo nhập viện lúc nửa đêm, tòa sáng nay phải hoãn. Và theo luật sư của Trang Nemo, do có vấn đề về sức khỏe, bị cáo này đã nhập viện vào đêm ngày 30 tháng 5 nên không thể đến tham dự phiên tòa nữa. Sáng ngày 31 tháng 5 thì tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang, 31 tuổi, tên gọi là Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng 24 tuổi và Phan Hoàng Nam 24 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Nhật Minh làm chủ tọa, Trang Nemo không đến tòa, các bà Phạm Lê Khánh, Quách Thị Thùy Trang và Nguyễn Trần Trà My đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Tại phiên tòa này thì Trang Nemo vắng mặt. Theo luật sư bảo vệ cho Trang thì khoảng 22 giờ đêm qua nhận được thông báo từ gia đình về việc Trang có vấn đề sức khỏe và nhập viện điều trị tại bệnh viện Nam Sài Gòn. Luật sư xuất trình tin nhắn được cho là thông báo trên của gia đình Trang Nemo cho thư ký phiên tòa. Ý kiến về việc này thì đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và bị cáo vắng mặt vì lý do khách quan, phiên tòa sẽ được mở lại vào chiều ngày 16 tháng 6. Tin ngày 31 tháng 5, còn Trang Nemo là ai thì anh em có thể gõ comment vào Google và lý do tại sao lại bị ra tòa thì anh em có thể biết rồi. Gây rối trật tự trong công cộng, cách đây cũng phải gần năm rồi anh em. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng quên ấn đăng ký vào chung nhé. Tạm biệt.